đánh bại Đan Mạch, Đức vào tứ kết Euro 2024. Rạng sáng ngày 30 tháng 6, tuyển Đức đã đánh bại Đan Mạch 2-0 ở vòng 16 đội, qua đó giành vé vào tứ kết Euro 2024. Niềm vui của Musiala sau khi ghi bàn cho tuyển Đức ở vòng 16 đội Euro 2024. Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Đức nhập cuộc hứng khởi và thậm chí làm tung lưới Đan Mạch chỉ sau có 4 phút. Từ tình huống phạt góc, trung vệ Slotter đánh đầu cận thành nhưng bàn thắng không được công nhận vì đồng đội của anh phạm lỗi trước đó. Tuyển Đức tiếp tục dồn ép, tạo ra sức tấn công mạnh mẽ và các cơ hội cũng liên tục xuất hiện. Đan Mạch chỉ có thể đứng vững trong hiệp 1 nhờ sự xuất sắc của thủ thành Kasper Schmeichel. Lão tướng đã 37 tuổi vẫn cho thấy sự dẻo dai với những pha bay nhảy cản phá những cú sút của Kai Havertz, Joshua Kimmich. Hiệp 1 cũng có lúc bị tạm hoãn khi mưa to và sấm chớp xuất hiện. Hai đội trở lại sau nửa tiếng và không có bàn thắng nào được ghi. Đội hình ra sân trận Đan Mạch, Đức. Sang đầu hiệp 2, những diễn biến hay liên tục xuất hiện. Trung vệ Anderson của Đan Mạch làm nhân vật chính của hai tình huống quan trọng chỉ trong ít phút. Phút 48, anh sút tung lưới tuyển Đức nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị của đồng đội. Chỉ 3 phút sau, Anderson trở thành tội đồ khi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Kai Havertz giúp tuyển Đức vượt lên với quả phạt đền chính xác. Đan Mạch không thể tiếp tục phòng ngự mà buộc phải đẩy cao đội hình. Điều này khiến hàng thủ của họ lộ ra nhiều khoảng trống. Tuyển Đức có trận đấu khá vất vả trước Đan Mạch ở vòng 16 đội Euro 2024. Tuyển Đức sau nhiều đợt phản công chưa hiệu quả thì đến phút 68 cũng nâng được tỷ số. Musiala băng lên trống trải sau đường chuyền từ sân nhà của Slotter. Ở thế đối mặt Schmeichel, anh lạnh lùng dứt điểm chéo góc gia tăng cách biệt. Những phút còn lại, các cơ hội ngon ăn tiếp tục được đội chủ nhà tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Đức giành vé vào tứ kết Euro 2024 nhờ chiến thắng 2-0 trước Đan Mạch. Nhánh thi đấu ở Euro 2024.